Bài học từ cây tre. Cây tre được xem là biểu tượng của làng quê Việt Nam. Cây tre cũng đồng hành với người dân trong suốt quá trình giữ nước và giữ nước. Đây là loài cây có sức sống mãnh liệt, dù đứng trước giông bão nhưng chúng vẫn hiên ngang kiên cường bởi chúng có một hệ thống rễ vô cùng vững chắc. Từ loài cây này, chúng ta rút ra những bài học vô cùng quý giá, cần suy ngẫm. Bài học thứ nhất, thành công bởi sự nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc. Khi bắt đầu, cây tre phải mất 4 năm để tăng trưởng được khoảng 3 cm, nhưng từ năm thứ 5 trở đi, tre sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất trong vòng 6 tuần để cây tre có thể phát triển lên đến chiều cao là 15 m. Trong quá trình sinh trưởng, chúng ta không thấy được sự phát triển của cây tre, nhưng trên thực tế là cây tre đang ngầm phát triển một hệ thống rễ vô cùng vững chắc. Đó là lý do vì sao mà chúng có thể chống đỡ được toàn bộ trọng lượng của mình và trụ vững trên mặt đất ngày này qua ngày khác. Dù có phải trải qua những điều kiện khắc nghiệt nhất của thiên nhiên, nhưng tre vẫn luôn hiên ngang, sừng sững. Cũng vì vậy mà tre được xếp vào top những cây có độ bền, sức dẻo dai và có giá trị hơn rất nhiều những loài cây thân gỗ khác. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu chúng ta muốn đạt được những thành công, điều đầu tiên bạn cần phải tự chuẩn bị cho chính mình là một nền tảng thật sự vững chắc. Đó chính là kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ, phong cách sống, tầm nhìn. Và một khi hành trang của bạn đã đầy đủ, thì tất nhiên là bạn sẽ đạt được những gì mà bạn mong muốn. Đừng vì những mong muốn trước mắt mà quên đi việc bạn cần phải làm. Đó chính là vun đắp cho giá trị cốt lõi bên trong con người bạn. Bạn có thể đi con đường tắt để đến với thành công, nhưng nếu như không có đủ nền tảng, chắc chắn sớm hay muộn bạn cũng rơi vào bế tắc. Để có được những thành quả lâu dài thì chúng ta buộc phải có thời gian để xây dựng. Đừng nhìn vào con đường của người khác, đừng nhìn vào bên ngoài của người khác mà bắt ép bản thân mình phải đi theo. Có thể hiện tại bạn chỉ có 2 bàn tay trắng, nhưng với hành trình và sự cố gắng bền bỉ thì sớm muộn bạn cũng đạt được thành công. Bạn nên nhớ rằng cây tre phải mất 4 năm chỉ để cắm thật sâu bộ rễ của mình vào trong lòng đất. Và để đổi lại, nó sẽ sinh trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ. Bài học thứ 2. Hãy hành động mỗi ngày và luôn kiên trì, cố gắng. Không phải tự nhiên cây tre có thể cao ngất ngưởng như vậy. Đó không phải là sự phát triển trong một sớm một chiều, mà đó là cả một quá trình dài. Thành công cũng vậy, không phải bạn cứ đặt ra mục tiêu thì bạn có thể đạt được thành công. Nếu bạn đang nghĩ như vậy thì thất bại sớm muộn cũng đến với bạn mà thôi. Đó là sự thật, bởi vì thành công cần có một thời gian cùng với sự nỗ lực chăm chỉ. Khi nhìn thấy một người nào đó giàu có, sở hữu tất cả, bạn đâu có biết được rằng ngày hôm nay họ có được thì ngày hôm qua họ phải đánh đổi những thứ gì. Mỗi ngày một hành động, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó cũng có thể giúp bạn tiến gần hơn với mục tiêu. Những nỗ lực nhỏ ngày hôm nay là sự khác biệt lớn trong tương lai. Khi bạn trồng cây tre, thời gian đầu bạn phải bỏ công ra chăm sóc nhưng chẳng thu hoạch được gì cả. Đôi khi lúc đó bạn cảm thấy chán nản và có thể dễ dàng bỏ cuộc mà không hề biết rằng tuy chỉ cần có 4 năm để phát triển bộ rễ trước. Vì vậy, trong cuộc sống, nếu như bạn đã nỗ lực nhưng vẫn chưa được đền đáp thì đừng vội từ bỏ. Hãy tập trung, hãy kiên nhẫn và luôn nhớ rằng bản thân bạn vẫn đang tiến bộ mỗi ngày, chỉ vì bạn chưa nhận thấy điều đó mà thôi. Bài học thứ 3. Thành công có được nhờ niềm tin mạnh mẽ. Bạn là người tài năng, bạn là người có trí tuệ, nhưng nếu như bạn đang thiếu niềm tin, thì đó chính là rào cản lớn nhất ngăn bạn bước tới cánh cửa của thành công. Chưa làm đã lo thất bại thì biết đến bao giờ bạn mới có thể thành công được. Cũng như việc bạn không nhìn thấy cây tre đang mọc, bạn đã hoang mang và mất niềm tin. Điều này sẽ dẫn bạn đến gần hơn với thất bại. Người thành công họ không bao giờ ngừng tiến bước về phía trước, ngay cả khi họ không đạt được kết quả ngay lập tức. Bởi vì họ biết rằng nếu họ chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa, làm những điều đúng đắn hơn nữa mỗi ngày, thì kết quả cuối cùng họ cũng sẽ đến được với thành công. Đừng để tâm trạng của mình, hoàn cảnh của mình hay mọi thứ xung quanh làm xáo trộn suy nghĩ của bạn. Hãy bắt đầu bằng việc liên tục tiến lên mỗi ngày và bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước những gì mà bạn đã làm được. Bài học thứ 4. Người thành công là người cho đi giá trị nhiều nhất.
Bạn đang thắc mắc rằng giá trị là gì và làm thế nào để bạn có được giá trị, đúng không? Bạn hãy nghe câu chuyện sau đây, chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời. Có hai cây tre giống nhau, cùng sống trong một khu rừng và cũng được đem về thành phố xa hoa. Một cây được dùng làm sáo và một cây được dùng làm giá phơi đồ. Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: "Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi, nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn thì lại được trân trọng và rất đáng tiền?" Cây sáo trả lời: "Bởi vì bạn chỉ phải chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao và được người ta chế tạo rất cẩn thận." Giá phơi quần áo im lặng. Đời người cũng như vậy, nếu như có thể chịu được cực khổ, cô đơn, tủ nhục, cọ sát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, thì cuộc sống mới có giá trị. Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì họ đã phải trả giá hơn bạn rất nhiều. Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng. Thế nên chỉ có số ít người giành được chiến thắng. Người càng thông minh họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng. Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share và comment dưới video nhé. Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên kênh Nghe Kể Chuyện Hay. Các bạn cũng có thể theo dõi những câu chuyện hấp dẫn khác tại đây hoặc tại đây. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.